Cô ấy nói là không có chuyện gì mà. Hai người tâm sự với nhau. Đây là khăn tắm ngự dụng của ta. Chỉ cần là thứ bổn quân thích thì nhất định phải có được. Người thật to gan. Khi nào Liễu thành chủ thực hiện thế? Dịch Dương quân cũng biết, rất nhiều đại thần phản đối chuyện này, đặc biệt là Tam Muội. Hay là thế này đi, hai thành chúng ta liên hôn trước, đợi sau khi hạ được thành Mộc Hề, mọi chuyện đều dễ nói. Liễu thành chủ định tay không bắt giặc à? Nói gì thế? Chỉ là Tam Muội, thật sự rất khó khuyên bảo. Dịch Dương quân cũng biết quan hệ giữa ta và cô ấy đấy. Quan hệ gì chứ? Bây giờ cả thành đã đồn ầm lên rồi. Dịch Dương quân chưa nghe nói à? Nhưng đêm qua Tam Muội và bổn quân tâm sự với nhau. Cô ấy nói là không có chuyện gì mà. Hai người tâm sự với nhau. Đây là khăn tắm ngự dụng của ta. Chỉ cần là thứ bổn quân thích thì nhất định phải có được. Người thật to gan. Khởi bẩm chủ thượng, Tam Muội trúng độc bỏ mạng rồi. Tỷ tỷ, tỷ làm sao thế này? Trước đó chẳng phải vẫn còn khỏe sao? Bây giờ lại làm sao thế này? Tỷ tỷ, tỷ mau tỉnh lại đi, tỷ không thể có chuyện được. Hiền Minh ca ca không thể không có tỷ, Khởi Mộng cũng không thể không có tỷ tỷ. Con gái ơi, Tam Muội. Hiền Minh ca ca, ta cầu xin huynh cứu tỷ tỷ đi, ta cầu xin huynh cứu tỷ tỷ đi. Công chúa Khởi Mộng, đủ rồi. Công chúa Khởi Mộng, đừng đau buồn, mau đứng dậy đi. Nếu Tam Muội trên trời có linh, cô ấy cũng không hy vọng thấy công chúa thế này. Chủ thượng, làm sao khẳng định được cái chết của Tam Muội liên quan tới Bạch Lộ? Đúng vậy chủ thượng, thật sự không liên quan đến nô tỳ. Xin đừng nghe lời nói phiến diện của họ. Trước khi Tam Muội chết đã nói với ta là trà Bạch Lộ rót có độc. Không thể nào, trà mà Bạch Lộ bưng cho Tam Muội chỉ có bột ngứa, sau khi uống vào sẽ chỉ ngứa ngáy khắp người, sao có thể chết người được? Là cô sai bảo cô ta. Chủ thượng, nô tỳ thực sự chỉ bỏ bột ngứa. Cô còn ở đây ngụy biện, cô trả con gái lại cho ta. Chủ thượng, chắc chắn là Khách Thiên Nguyệt đã sai Bạch Lộ làm thế. Đừng tha cho cô ta. Cẩu nô tài, ở đây có chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Cô, đủ rồi, các người đừng có cãi nhau nữa. Tam Muội tỷ tỷ xác còn chưa lạnh, các người có thể tôn trọng tỷ ấy được không? Hiền Minh ca ca, huynh đừng buồn. Huynh như thế này, Khởi Mộng thật sự đau lòng như cắt. Tiếc là trên đời này không có đạo pháp tiên gia. Nếu không, Khởi Mộng nguyện dùng tính mạng của mình để Tam Muội tỷ ấy sống lại. Cũng không phải là không có cách. Tỉnh rồi. Tam Muội, được rồi, ta không sao. Ahem.
chưa chết à? Tất nhiên là chưa chết. Lúc đầu Bạch Lộ tự nhiên kính trà cho ta, ta đã đề phòng, vốn không hề nuốt xuống. Thế nên cô ta vừa ra ngoài thì ta đã nhổ ra. Trong này vốn không phải là bột ngứa mà là độc. Không thể nào. Trong này chính là bột ngứa. Các người không tin, ta uống cho các người xem. Thế nên cô ta vừa ra ngoài, ta đã nhổ ra. Vì sao không uống? Đừng lề mề nữa, ngay ra đó làm gì? Sao có thể là thuốc độc được? Rõ ràng ta bỏ bột ngứa mà. Ta biết rồi. Còn hồ ly tinh này, chính cô đã đánh tráo bột ngứa để đổ oan cho ta. Cô thật là độc ác. Cô Thạch Thiên Nguyệt. Chủ thượng, nô tỳ từ nhỏ lớn lên bên ngài, ngài hiểu rõ nô tỳ. Cho dù nô tỳ độc ác thế nào, cũng không thể nghĩ tới việc hạ độc giết người được. Thiên Nguyệt tỷ tỷ, bình thường tỷ nói xấu tam muội tỷ tỷ với ta, ta chỉ xem như tỷ đang tức giận. Sao tỷ có thể thật sự làm ra việc tàn nhẫn này? Vì cô liên tiếp không ngừng hại ta. Ta chỉ bỏ bột ngứa thôi. Rõ ràng là cô đánh tráo để đổ tội cho ta. Bản thân cô hẹp hòi đố kỵ, còn đổ lỗi cho người khác à? Chủ thượng, nô tỳ không dám nữa đâu. Xin ngài tha cho nô tỳ lần này. Người cô cần cầu xin không phải là ta. Tam muội tỷ, tỷ tiểu nhân không chấp lỗi đại nhân. À không, tỷ đại nhân không chấp lỗi tiểu nhân. Tha cho ta một lần này đi. Các cô đi đi, ta không muốn gặp lại các cô nữa. Đuổi hai người họ ra khỏi cung, vĩnh viễn không dùng lại. Ta còn không đi mau. Đi. Chính cô đã đổi bột ngứa của khách Thiên Nguyệt. Dù ngươi tin hay không thì không phải do ta hạ độc. Bốn quân thừa biết thủ đoạn của cô. Bốn quân liên tục khuyên cô, bảo cô đừng có đi trêu chọc cô ấy, nhưng cô chẳng thèm nghe. Ngươi, hôm qua nghĩa phụ đã gửi thư đến, bảo cô sớm ngày thành hôn với Liễu Hiên Minh. Nếu Liễu Hiên Minh do dự về chuyện cắt đất dân vàng, thì chúng ta có thể bỏ mấy điều kiện này. Mọi chuyện lấy đại cục làm trọng. Đúng vậy công chúa, dù sao về sau những thứ này đều là của công chúa, cần gì phải nóng vội chứ. Cô đang dạy ta phải làm thế nào à? Hả? Nô tỳ không dám. Hề Quan Cục. Thông đồng với tam muội mà không nói với chúng ta. Ngươi xem ban nãy ta khóc thảm thương thế nào. Phải đó, tam muội dặn ta không thể để cho người ngoài biết chuyện, để tránh lộ tin tức. Ngươi đó, chúng ta là người ngoài sao? Sao có thể coi chúng ta là người ngoài chứ? Ta không có ý này. Ngươi có ý gì? Sao lại là người ngoài? Được rồi, bây giờ nói tóm lại, rốt cuộc khi nào chúng ta giết Liễu Hiên Minh đi? Ta sợ chậm trễ Cẩm Phù sẽ không tha cho mẹ ta. Ta cũng lo cho con gái của ta. Ngươi giục tam muội đi. Vội cái gì? Chẳng phải Dịch Dương Quân đã nói rồi sao? Đợi sau khi Khởi Mộng và Liễu Hiên Minh liên hôn rồi ra tay. Tên Dịch Dương Quân này đáng tin không? Đừng có để sau này người ta liên hôn xong lại khai ba chúng ta ra đấy. Phải đó, muốn khai sớm đã khai rồi. Hai người không thấy hôm nay, sau khi Dịch Dương Quân biết tin tam muội chết thì buồn đến mức nào à? Yên tâm đi, Dịch Dương Quân sẽ không hại tam muội của chúng ta đâu. Con gái về rồi à? Nào ngồi đi, ngồi. Cha, con muốn hỏi cha một chuyện. Chuyện gì thế? Liễu Hiên Minh giết cả nhà chúng ta là chuyện năm nào thế?
Chuyện đó, ngày mẫu thân và người nhà chết không phải mọi người quên được chứ? Không, 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 không. Chuyện quan trọng như thế làm sao có thể quên được? Nhị ca con nhớ rất rõ. À phải, ta nhớ là năm Bính Dần, chính là năm này. Năm Bính Dần, tháng mấy? Ngày Đinh Mão, tháng Kỷ Sửu. Phải, chính là ngày này. Phải, lớn tuổi rồi nên đầu óc của ta lú lẫn. Ngày Đinh Mão, tháng Kỷ Sửu, năm Bính Dần. Phải. Ngày Đinh Mão, tháng Kỷ Sửu, năm Bính Dần. Làm sao bây giờ? Nè, không phải cô ấy nghi ngờ chúng ta đó chứ? Đúng đó. Làm thế nào bây giờ đây? Yên tâm đi, không sao đâu. Ta, tướng quân à, chúng ta, bản tướng quân hỏi các ngươi một lần cuối cùng, Hiên Nguyệt xuất binh rốt cuộc có âm mưu gì? Tướng quân, chúng ta nói thật, nói đi. Tướng quân, họ muốn điều quân tinh nhuệ của ngài đi. Tướng quân, tha mạng. Chiêu điệu hổ ly sơn hay đấy. Tướng quân, Quan Tam Muội đúng là nham hiểm, muốn dùng chuyện Hiên Nguyệt xuất binh để điều quân tinh nhuệ trong thành của tướng quân đi, sau đó bắt sống tướng quân trong buổi triệu sớm mai, sau đó là có thể mãi mãi ngồi vững trên ngôi vị thành chủ. Hèn gì Liễu Hiên Minh thích cô ta đến như vậy. Cô ta cũng lắm trò đấy. Vậy tướng quân định thế nào? Tiên chức có thể giết chết cô ta? Không được. Cô ta đã muốn chơi thì chúng ta tương kế tự kế. Ngày mai bản tướng quân sẽ tung tin, nói ngươi đã dẫn binh ra trận. Đây là hổ phù điều binh, ngươi cầm đi. Ngày mai ngươi lén dẫn binh vào cung, mai phục bên ngoài đại điện. Khi ta lên triều, nếu Quan Tam Muội gây bất lợi cho ta, ngươi hãy dẫn binh xông vào, băm xác cô ta thành trăm mảnh. Mạc tướng tuân lệnh. Ngày mai ngôi thành chủ nhất định sẽ thuộc về ta. Gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ. Ngày Đinh Mão, tháng Kỷ Sửu, năm Bính Dần. Ngày này ngươi đang làm gì? Chuyện này ai mà nhớ được? Năm Bính Dần ta còn chưa tròn 10 tuổi. 10 tuổi, quả nhiên là họ lừa mình. Nhưng tại sao cha và ca ca lại phải lừa mình chứ? Thứ này phức tạp quá. Tại sao phải ăn thứ phức tạp thế này? Cái này là phần thưởng vì ban ngày ngươi đã rơi nước mắt vì ta. Hoang đường. Đó là gió thổi cây mắt thôi. Gió? Trong phòng này làm gì có gió chứ? Hả? Gió ơi. Được rồi. Đầu tôm càng không ăn được đâu. Trong này có độc đó. Ngon lắm. Nhưng mà cái này cay lắm, ngươi không ăn được đâu. Sao ta lại không ăn được? Nào. Biết rồi. Đây. Tên tôm càng này độc liếu cả lưỡi. Hay là đổi tên cho nó đi. Tên gì? Ta thấy nó nhỏ tí thế này. Hay gọi nó là Tiểu Hồng đi. Tiểu Hồng á. Đi.
Tại sao cha và các ca ca lại phải lừa mình? Lẽ nào họ không phải là người nhà của mình? Nơi này là hệ quan cục. Các ngươi tới đây làm gì? Ta còn muốn hỏi các ngươi đấy. Lại dám che giấu người Mộc Hề. Nếu chủ thượng mà biết, để xem ngài xử lý các ngươi thế nào, hả? Nhưng mà không sao, không sao. Chỉ cần các ngươi giao cô ta cho ta. Đừng sợ, có ta đây. Chuyện này ta sẽ coi như chưa xảy ra. Ta thấy các ngươi chán sống rồi đấy. Ta cho các ngươi biết mấy kẻ cọ bô các ngươi. Ta sẽ lột da các ngươi, rút gân các ngươi. Không sao, là nước tiểu. Ta đường đường là tiểu quận vương, được lão thành chủ ngự phong. Các ngươi lại dám làm vậy với ta? Các ngươi đánh ngã cho ta, đánh ngã. Xông lên, đánh ngã, đánh ngã. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Cha, đánh hắn, đánh hắn đi. Đánh đi, đừng đánh nữa. Cô không ngăn họ lại à? Không sao đâu, đánh hắn đi, đánh hắn đi. Cha, đánh hắn. Đại ca, nhị ca, đánh hắn đi. Tam muội này, tự nhiên lại mời ta ăn cái gì mà tiểu hồng. Đúng là lý nào lại vậy? Lợi hại quá. Ngon lắm. Cho ngươi này. Công chúa, tam muội tỷ cầu kiến. Ờ, tam muội tỷ hả? Được. Mau trốn đi. Tam muội tỷ, sao tỷ lại tới đây? Vâng là, ta có việc muốn nhờ muội giúp. Tham kiến công chúa Vân La. Con ngoan của ta, con nói xem. Con đúng là nhóc quỷ chết tiệt khó bảo. Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, bảo con đừng có trêu chọc bọn họ. Thế mà con lại dám đi hạ độc. Trời mẹ, mẹ cũng nói con 800 lần rồi. Không phải là con hạ độc, đó là bột ngứa thôi. Đúng đó khách phu nhân, bọn ta nào dám hạ độc chứ. Mẹ, hay là mẹ đi cầu xin Thái phu nhân cho bọn con ở lại đi. Ôi trời, chủ thượng đang nổi trận lôi đình. Con nên mau chóng tránh đi thì hơn. Đợi chủ thượng nguôi giận, ta sẽ lại xin Thái phu nhân cho bọn con về. Mẹ, chẳng qua lần này là con sơ sẩy lơ là, con sẽ không để yên đâu. Con quyết 100 ngày không đi nhà xí, kiên trì đến cùng. Rồi sẽ có ngày con quay lại báo thù. Ôi trời ơi, ta nói con đấy, cái đầu này không được thông minh như người ta. Mẹ còn nói thế là con giận đấy. Con ngoan, đừng có giận nha. Ta không nói nữa là được chứ gì. Mẹ, lần này người con không yên tâm nhất chính là công chúa Khởi Mộng.
Cô ấy luôn đối xử với con như tỉ muội ruột thịt, nhưng con lại làm chuyện như vậy. Mẹ, cô ấy hiền lành tốt bụng, ở trong cung dễ bị người khác bắt nạt. Mẹ phải giúp con chăm sóc cô ấy đó. Được, được. Con à, số bạc trong tay nãy này là ta tặng tiện tích góp từng chút một cho con trong suốt bao nhiêu năm qua, đủ cho con ra ngoài mua một căn nhà, một mảnh đất, vượt qua vụ này đó. Con biết rồi mẹ. Mẹ yên tâm đi, con thông minh như thế này đi đâu cũng sống được thôi. Sau khi xuất cung, con và Bạch Lộ sẽ kinh doanh buôn bán nhỏ. Không quá mấy ngày, con sẽ trở thành nữ phú hào của thành Hiên Nguyệt. Ôi trời, số bạc này để chỗ mẹ an toàn hơn. Mẹ thế không được đâu. Được rồi, núi xanh còn đó, sông xanh chảy mãi, chúng ta ngày sau gặp lại. Ôi trời, con bé này sao chẳng khiến cho ta bớt lo tí nào thế. Mẹ yên tâm đi. Hề Quan Cục. Dừng. Đừng đi qua đi lại trước mặt ta nữa. Sao thế? Đi lại làm cho ta chóng cả mặt rồi. Nếu ngươi buồn đi tiểu thì mau tới nhà xí đi. Còn nếu buồn chân thì ngồi xuống nghỉ một lát. Chứ cứ đi đi lại lại làm gì? Ngươi phiền người khác không phiền à? Ta đang lo cho ta muội mà. Ta không lo chứ. Đến giờ vẫn chưa về kia kìa. Cũng không biết bây giờ Chỉ Lan thế nào rồi. Vân La, các ngươi nói xem có phải Vân La không thu nhận cô ấy không? Xem ngươi có tiền đồ chưa kìa. Đừng suốt ngày chỉ nghĩ tới Chỉ Lan của ngươi. Điều ta lo lắng nhất bây giờ là Tam Muội đã nghi ngờ chúng ta rồi. Thế này đi, ngươi mau đi tìm Tam Muội, xem cô ấy đang làm gì, để ta đi tìm. Cẩn thận chút, cuốn hết cả lên thế này. Đây chính là lẩu địa càng khôn. Ta muội tỷ tỷ, tỷ biết cái này à? Tỷ đúng là hiểu biết sâu rộng. Hình như là có biết. Nghe nói đây là thần vật mà thiên nữ ngự dụng năm xưa. Ngửi xem, còn có mùi của thiên nữ nữa nè. Chẳng lẽ đây chính là sự diệu kỳ của vận mệnh? Hai người còn ngay ra đó làm gì? Mau ăn đi. Ăn đi. Nào, cho nhiều vào. Ngon đó. Chỉ Lan, cô nói xem, sao đang bình yên ở Mộc Hề, cô lại chạy tới Hiên Nguyệt làm gì? Nếu công chúa Vân La đã thật lòng với ta thì ta cũng nên nói thật. Không dám giấu gì, ta đến để tìm phu quân của ta. Chính là cái người tên Diệp. Họ tên không quan trọng. Tóm lại là chàng ấy mất tích rồi. Ta đến đây để tìm chàng. À, nè, nghe nói phu quân của cô ấy trông rất là giống ta. Chỉ Lan, nghe thôi cũng biết cô là người số khổ, ngàn dặm xa xôi tới tìm chồng lại bị bắt vào đây. Tam muội tỷ à, chúng ta nhất định phải tìm cơ hội đưa Chỉ Lan về. Ta cũng đang có ý đó. Đa tạ hai vị. Không ngờ Chỉ Lan ở nơi đất khách quê người lại có thể gặp được tỷ muội tốt như hai người. Chỉ Lan lấy trà thay rượu, kính hai vị một ly để tỏ lòng biết ơn. Uống rượu thì uống rượu, lấy trà thay rượu còn ra gì nữa. Hôm nay chúng ta không sẽ không về. Nào, cản. Rượu ngon. Nào, cạn đi. Nào. Ăn đi. Món này ngon quá đi. Cạn, uống rượu đi. Nào. Hai người phải uống nhiều vào nhé.
uống nhiều vào. Ngươi nhìn ai vậy? Thế ngươi nhìn ai? Ta. Ta nhìn muội muội của ta. Ta cũng nhìn muội muội của ngươi. Vậy thì được. Ta nhớ phu quân của ta quá. Cô nói xem sao chàng ấy lại tránh né ta. Có phải chàng ấy không yêu ta nữa không? Nữ nhân tốt như cô mà hắn không trân trọng. Hắn đáng bị thiên lôi đánh. Đúng thế. Đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc. Tỷ muội đang dè chén. Đừng nhắc đến nam nhân. Hôm nay là ngày vui nhất trong bao năm qua. Vân La ở trong cung. Nào, chúng ta kết làm tỷ muội. Được. Làm luôn. Kết làm tỷ muội. Thế thì chỉ Lan sẽ thành muội muội của ta à? Không được, không được, ta phải cản lại. Đi đi nào, bổn quân lại thấy thèm rượu rồi. Chúng ta cũng đi chè chén đi, đi. Dịch Dung quân. Trời xanh trên cao. Ta là Vân La. Ta là Cẩm Chỉ Lan. Ta. Ta tên gì ấy nhỉ? Tam muội. Tam muội. Ta cảm giác hình như tên của ta không phải như vậy. Kệ đi, tỷ tên như vậy đó. Đúng, tên như vậy đấy. Được. Hôm nay chúng ta kết nghĩa làm tỷ muội. Có phúc cùng hưởng, có nam nhân cùng hưởng. Không đúng, không đúng. Phải là có nạn cùng chịu. Đúng, có nam nhân cùng hưởng thì loạn mất. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Không mong sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng sinh được chết. Khoan đã. Chết cùng lúc thì gớm quá. Chôn cũng không chôn kịp. Vẫn nên có thứ tự trước sau đi. Thế ai chết trước? Để ta đi. Nói linh tinh. Đúng đó, chuyện đó thì tranh cái gì. Xem số trời đi. Tam muội, trông tỷ lớn hơn ta. Tỷ làm đại tỷ đi. Con mắt nào của muội thấy ta là già hơn muội? Tỷ có nếp nhăn luôn rồi. Toàn nói lung tung. Chỉ Lan, tỷ làm nhị tỷ. Ta muốn làm tiểu muội. Làm tiểu muội có người thương yêu. Được. Đại tỷ, tiểu muội. Đại tỷ, nhị tỷ. Nhị tỷ, nhị muội. Tiểu muội. Bái. Dậy. Bái. Dậy. Bái. Dậy. Lễ đã xong, đưa vào động phòng. Sao lại uống rượu nữa rồi? Hôm nay ta đang vui. Hôm nay ta rất là... Mm-hmm.
Tam muội. Tam muội. Tam muội, cô không sao chứ? Cô không phải Diệp Chiêu Nam. Người nói gì vậy? Diệp Chiêu Nam. Tam muội. Tam muội. Chủ thượng vạn phúc, mộc hề trường tồn, ổn định thiên hạ, đời đời an khang. Tam muội, đó không phải nơi cô có thể ngồi được. Mau xuống đi. Liễu Hiên Minh, người có biết ta là ai không? Ta là thành chủ thành Mộc Hề Diệp Chiêu Nam.